Hello, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một loại cá cảnh rất là đặc biệt. Đó là loại cá nóc da beo các bạn. Đây, mình mới đi mua về được ba chú cá nóc da beo thủy sinh. Loại cá này được đúng với cái tên là vừa đẹp và vừa độc với các bạn. Đẹp và độc, tức là nó vừa đẹp và nó có độc ở trên da. Các bạn tránh dùng tay bắt nó nha, và tuyệt đối là không được ăn thịt nó. Tất nhiên rồi, cá biển hay là cá nóc da thủy sinh thì nó cũng là chung một loài giống, nên là sẽ có độc rất là cao ở trong da, trong gan của nó đấy. Để quay cho các bạn nhìn rõ như thế này, các bạn thấy không? Mình mua với giá là 8.000 đồng một em. Mình đã set up sẵn một cái hồ để nuôi chúng nó, và ngay bây giờ mình sẽ thả chúng nó vào trong hồ nhé. Rồi đi thôi các bạn. Đây, mình sẽ nuôi vào cái hồ này. Về nguyên tắc thả cá là các bạn phải ngâm nửa tiếng trong hồ để cho nhiệt độ hai bên cân bằng, rồi sau đó mới được thả, chứ tuyệt đối không thả liền nha các bạn, bất kể loại cá nào. Ở đây thì hồ này mình đang nuôi tép, nên là giờ mình sẽ bắt tép ra trước, chứ không mấy em này ăn thịt ngay lập tức đó. Đây các bạn ơi, sau khi đã bắt hết tép cảnh ra đây thì mình bây giờ có thể tháo cái bịch này ra được rồi. Tháo ra cho em. Ok, ra đi. Một hai ba. Loại này thì chúng nó ăn ốc nha các bạn. Thức ăn khô, chuồn chí nó cũng ít ăn, mà chủ yếu là cho ăn ốc. Rồi, video của mình tới đây là kết thúc. Về sau mình sẽ cập nhật tình hình hồ nuôi tóc nóc da beo cho bạn coi nha. Hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn, xin chào.